Rồi, hello anh em nha. Đã quay trở lại và xem kênh YouTube của Tuấn Ô Tô nha. Hôm nay thì mình sẽ cập nhật giới thiệu cho anh em mấy mẫu xe tại đang giảm giá nè. Tháng 12, tháng cuối năm anh em. Đó, anh em nào mà chưa có xe anh em sử dụng thì anh em liên lạc cho mình nha. Số điện thoại là 0369 669 659 nha anh em. Bên mình sẽ có tư vấn cho anh em. À, và có bán và có ship xe đi cấp tỉnh cho anh em luôn. Đặc biệt thì bên mình có bán phụ tùng xe cho anh em mình thay thế luôn nha. Những con xe mà bên anh em mua bên cửa hàng mình, sau này anh em cần mua phụ tùng thì bên mình có bán phụ tùng thay thế cho anh em mình luôn, để anh em mình thay thế nha. Đây, Yamaha IBR 125 anh em. Đó, Honda CG 125 và Yamaha Vision 125, xe đẹp hết anh em. Những con xe bên mình bán là xe riêng hết nha. Anh nào cần mua thì anh em liên lạc cho mình nha. Đây, cô đây là Suzuki GZ 150 FI đời 2013. Xe nguyên ring, giá chỉ có 38.500 thôi. Giá này bên mình bao ship luôn. Giá quá rẻ anh em ơi. Đó. Honda Master 125, xe đẹp VIP luôn, máy ring. Xe nguyên ring, đó, rất là đẹp, giá chỉ có 28.500 bao ship luôn. Đấy, bao ship toàn quốc hết nha anh em. Đó, những con xe bên mình bán ra là xe ring, xe đẹp hết. Đó, anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi, không cần làm đến bất kỳ một cái gì nha. Đấy. Đây, xe đẹp hết cho anh em, xe Ken Suzuki GZ mà bên mình bán ra chỉ có 38.500 mà còn bao ship nữa, giá quá là hợp lý luôn. Đó, hôm bữa cũng có rất nhiều anh em hỏi có Suzuki GZ giá rẻ không, mà xe ring không, xe đẹp không, thì hôm nay bên mình về nè, đó, Suzuki GZ 150 xe ring đẹp giá rẻ, đó, thông bọng đầy đủ nha, xe là không có té ngã chạy bể gì hết nha, máy móc êm nha, không có kêu cú gì hết nha. Đó, FI là vẫn tốt luôn anh em. Đó, xe bên mình mua về thay nhớt rồi canh chỉnh rất là kỹ cho anh em. Đó, anh em mua về anh em chỉ việc đi và sử dụng thôi, không cần làm thêm bất kỳ cái gì nha. Rồi, Honda Master 2 125, xe nguyên ring. Khá là mới và đẹp luôn. Đó, biển biển số thành phố luôn, 50N1 15957 ha. Xe quá là ok. Đấy, máy ring. Đó. Shadow 150, xe đẹp len keng luôn. Đó, cũng vừa về tại cửa hàng luôn. Đó, nên anh em mình có mua thì anh em cần xe đi chơi Tết nè. Cuối năm rồi, hôm nay bên mình cũng có chương trình giảm giá tháng 12 cho anh em, nên có chương trình giảm giá ha. Nên anh em nào có mua thì anh em nhanh tay liên lạc cho mình nha. Xe bao đẹp nha. Đây, bao đẹp, bao ring. Địa chỉ cửa hàng bên mình là ngay đầu hẻm 262 đường Phan Anh nha anh em, mặt tiền đường Phan Anh luôn nha. Đó, ngay đầu hẻm 262 đường Phan Anh luôn, mặt tiền luôn. Anh em nào mua xe thì anh em ghé lại địa chỉ cửa hàng bên mình, thì bên mình sẽ có giảm giá cho anh em thêm. Còn nếu như anh em là bao ship thì bên mình vẫn bao ship cho anh em luôn nha. Bên mình vẫn bao ship cho anh em luôn nha. Đây, quá tuyệt vời. Xe đẹp len keng Suzuki GZ đời 2013, 2019 bên mình có đầy đủ luôn nha anh em. Đây là 2013, giá con này là 38.500, giá bên này và bên mình bao ship hết. Bao ship. Máy riêng nha, cam kết bên này là máy riêng nha. Anh em miền Tây có cần ship thì bên mình sẽ bao ship luôn cho anh em nha. Honda Master này, khá là mới, đẹp luôn. Xe ring hết, đây, đèn đút rồi ring hết. Đây, Suzuki GZ đời 2019 luôn. Đó, Super Harley 170, xe đẹp len keng. Đó, Super Harley 170 là dòng xe hai máy nha, hai bô. Máy V nha anh em, máy V, nhìn khá là đẹp luôn. Hai con luôn anh em. Đấy, nên là muốn mua xe ngầu thì bên mình có xe ngầu luôn. Đó, bao ngầu cho anh em luôn, để anh em đi chơi. Đó, hai bô, hai máy ha. Xe tuyệt vời thì anh em. Đấy, anh em nhìn nè, quá là tuyệt vời luôn. Anh em xem video mà anh em cũng thấy video hay, ủng hộ cho bên mình một like nha. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh ha, anh em bấm chữ đăng ký kênh giùm em nha, để mình tiếp tục cập nhật theo dõi những video sau bên cửa hàng mình đăng lên nha anh em. Đó, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh giùm em nha. Chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh giùm em, để mình tiếp tục cập nhật theo dõi những video bên cửa hàng
Tuấn Mô Tô đăng lên. Bên cửa hàng mình bán xe là có bán phụ tùng xe đầy đủ cho anh em mình thay thế luôn đó. Cửa hàng bên mình bán rất là uy tín anh em, mua bán uy tín, chuyên bán xe riêng, xe lướt, xe chất lượng, xe chính hãng à, không có bán những dòng xe độ xe chế. Những dòng xe độ xe chế thì bên mình không có bán nha. Đó, anh em nào muốn mua xe riêng thì ghé bên mình. Đó. Su GZ 2019. Xe quá là tuyệt vời luôn, máy móc êm ru. Đó, xe quá là đẹp. Rồi, Sedan 150. Xe đẹp lan can màu đỏ. Đây, màu đỏ, anh em nào thích màu đỏ có màu đỏ, thích màu đen có màu đen nha. Xe là máy móc nguyên zin, bình đề càng đàn đầy đủ, xe quá là ok luôn. Chất lượng anh em. Mình thích này gầm cao nè. Thích mẫu xe Honda thì đây là con xe lựa chọn để cho anh em mình lựa chọn ha. Đây, gầm cao. Chính hãng Honda, xe quá là mới luôn. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại anh em video sau. Đây là video của tháng 12 nha. Tháng cuối năm, anh em nào có mua thì bên mình sẽ giảm giá và bao ship luôn cho anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại anh em video sau.